Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tin Mới. Các bạn thân mến, trong thời đại công nghệ như ngày nay, chúng ta đang phải liên tục đổi mới ở mọi lĩnh vực và hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu theo đuổi của chính phủ nước ta. Quá trình này bao gồm các mảng như đổi mới phương thức huấn luyện, tăng cường quản lý chặt chẽ, mua sắm và chế tạo các loại vũ khí trang bị mới. Trên con đường phát triển đó, Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt là trong 6 năm trở lại đây, chúng ta đã sản xuất thành công Hỏa Thần Diệt Tăng RPG-29 làm cả thế giới phải kinh ngạc. Vậy thì thực tế vũ khí này có uy lực như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Trước hết, không biết các bạn có thắc mắc tại sao Việt Nam sản xuất được khẩu súng này đã làm cả thế giới phải kinh ngạc không nhỉ? Sau đây thì Tin Mới xin phép được đưa khán giả lộn ngược lịch sử quân sự thế giới để làm rõ hơn về uy lực khủng khiếp của nó trên phạm vi quốc tế nhé! Ra đời với mục đích thay thế RPG-7 và RPG-16, súng chống tăng RPG-29 Vampire do Liên Xô phát triển được đánh giá có thể tiêu diệt hầu hết các loại xe tăng hiện đại nhất hiện nay. Tại chiến trường Syria, RPG-29 tiếp tục cho thấy sự cực kỳ nguy hiểm của mình. Thậm chí việc loại vũ khí này rơi vào tay phiến quân Syria đã khiến Nga và cả Mỹ rất lo ngại. Với sức mạnh vượt trội của loại đạn 2 tầng thuốc nổ ra, RPG-29 được coi là một hỏa thần đáng sợ. Nó có thể chọc thủng các vỏ xe bọc thép và tiêu diệt được các loại xe tăng hiện đại, bao gồm cả M1 A2 Abrams của Mỹ lẫn T-90A của Nga. Hơn thế, động cơ động cao, dễ sử dụng, lại có giá thành rẻ hơn hẳn so với các loại tên lửa chống tăng, khiến cho RPG-29 tràn ngập trên chiến trường Iraq và Syria. Tại Trung Đông, RPG-29 diệt được cả vua tăng BKVA MK4 của Israel. Do đó, đây là loại vũ khí chống tăng nằm trong top bán chạy của thị trường vũ khí chợ đen. Và bởi uy lực khủng khiếp như vậy, việc một quốc gia đang phát triển như Việt Nam sản xuất thành công RPG-29 đã khiến cả thế giới đều phải chết kinh ngạc. Các bạn thân mến, du lịch vòng quanh các quốc gia khác như vậy là đủ. Chúng ta hãy cùng quay trở về với RPG-29 của Việt Nam. Vậy thì có điều gì đặc biệt ở khẩu súng này nhỉ? Truyền thông quốc tế cho biết loại súng chống tăng do Việt Nam tự sản xuất có khả năng thổi bay mọi loại tăng chủ lực hiện đang được sử dụng trên thế giới. Chúng ta đã làm chủ công nghệ để sản xuất hàng loạt súng chống tăng RPG-29 và được định danh trong nước là SCT-29. Theo nhiều nguồn tin, ta đã sản xuất thành công loại súng chống tăng cực kỳ nguy hiểm này từ khoảng năm 2014. Trước hết, về thông số cơ bản, súng được thiết kế đơn giản với ống phóng đường kính 105mm. Ống phóng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu có chiều dài 1,85mm và trọng lượng có đạt khoảng 18,8kg. Với kích cỡ trọng lượng đó, RPG-29 có thể mang vác cũng như bắn từ trên vai người lính. Tuổi tác chiến của RPG-29 từ 2 đến 3 người. Trên ống phóng được tích hợp kính ngắm 1P38 với độ phóng đại 2,7 lần. Kính nhìn đêm 1PN512 nhưng với cỡ đạn được sử dụng là 105mm. Với mỗi viên đạn có trọng lượng 5kg, vì vậy mà khi di chuyển nó khá cồng kềnh và nặng nề. RPG-29 có hai cơ chế phóng. Cơ chế phóng thứ nhất là đặt trên vai, tì bắn như một loại súng chống tăng thông thường. Cách thứ hai là bắn với hệ thống chân bế, với tầm bắn chính xác hiệu quả tối đa lên tới 500m. Và tiếp theo có lẽ là phần mà các bạn hào hứng nhất, chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về uy lực của Hỏa Thần Diệt Tăng này nhé. Trước hết, Tin Mới sẽ thông tin thêm cho các bạn về sức mạnh của một số loại đạn chống tăng và bộ binh dùng cho súng chống tăng 29. Tất nhiên là khi phân tích về một khẩu súng, chúng ta đâu thể không nhắc đến đạn dùng của nó. Các bạn có đồng tình với mình chứ? Và theo như thông tin được công khai, súng chống tăng SCT-29 có nhiều ưu điểm hơn so với các loại súng phóng lựu vác vai chống tăng như RPG-7 cả về tầm bắn và uy lực sát thương. Cụ thể, đầu tiên ta sẽ đến với đạn nội địa DCT-7. Phần đầu của đạn được thiết kế theo nguyên lý lượng nổ lõm, nhằm tập trung uy lực của thuốc nổ, tạo ra một lượng nhiệt lớn để xuyên qua các lớp giáp bảo vệ của các loại xe tăng bọc thép. Với mục tiêu được trang bị giáp phản ứng nổ, đầu đạn nổ lại của RPG-29 có khả năng xuyên được 750mm thép cán đồng nhất sau khi đục thủng giáp phản ứng nổ với các loại mục tiêu bê tông cốt thép. Độ xuyên tối đa của RPG-29 lên tới 1500mm. RPG-29 chứng minh sức mạnh của mình trên chiến trường Syria khi bắn một xe tăng T-72 chỉ bằng một phát đạn.
Phát đạn của RPG-29 đã xuyên qua thân xe T-72, phá hủy thùng đạn của xe và khiến chiếc xe tăng này phát nổ từ bên trong. Tiếp theo là đạn phóng lựu chống tăng PG-7VM. Đây là đạn chống tăng PG-7V nâng cấp và bao gồm các cải tiến như sau. Trước hết, độ xuyên thép đến 300mm tăng cường bằng phương pháp sử dụng thuốc nổ mạnh MACH-A9Y khi giảm đường kính đầu đạn xuống còn 70mm PG-7M. Hơn thế, đầu nổ VP-7M với thuốc mùi cháy ổn định và có độ tin cậy cao, đồng thời đạn còn được thay thế vòng đệm nén với đệm ngăn, nén phần đuôi của bộ phận kích nổ hoạt động ổn định hơn. Một loại đạn phóng lựu chống tăng nữa mà team mới giới thiệu với các bạn đó là PG-7VS. Năm 1972, lực lượng quân đội Xô Viết tiếp nhận và biên chế đạn phóng lựu PG-7S với khả năng xuyên giáp lên đến 400mm nhờ sử dụng loại thuốc nổ mới Oxford 340g và có những cải tiến mới cho đầu đạn. Những thay đổi của thiết kế bao gồm giảm góc xiên chéo của cánh ổn định từ 10 độ 40 phút xuống còn 8 độ và ống phụt phản lực thẳng góc với trục của đạn. Ở đạn PG-7V, góc phụt phản lực nghiêng là 3 độ 40 phút. Tốc độ quay quanh trục của đạn giảm từ 5 đến 6.000 vòng trên 1 phút, còn lại 2 đến 3.000 vòng trên 1 phút, từ đó làm giảm độ tản mát của hiệu luồng xuyên do định vị chậm lại tiêu điểm hội tụ. Đồng thời, phễu đạn lõm cũng được thiết kế tối ưu hơn, sẽ được thay thế từ tôn thép 40X được thay bằng hợp kim nhôm V95. Như vậy, với khả năng xuyên thép của RPG-29 hiện nay, hầu như tất cả xe tăng chiến thế giới không chiếc nào có vỏ giáp đủ mạnh để chống lại RPG-29 mà không bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Vậy thì đâu là những ưu điểm mà RPG đã mang lại cho quân đội nhân dân Việt Nam nhỉ? Các bạn thân mến, đây có thể được coi là loại vũ khí chống tăng hiệu quả nhất từ trước đến nay. Một chiếc xe tăng được bảo vệ tốt đến đâu vẫn khó tránh được khả năng bị tiêu diệt bởi các loại súng chống tăng cá nhân như RPG-29, đặc biệt là trong môi trường tác chiến đô thị và chiến lược chiến tranh phi đối xứng. Ngoài ra, với sức tấn công cao, chiến thuật phổ biến của RPG-29 là tác chiến theo tổ. Mỗi tổ được tổ chức tùy theo lực lượng quân đội, bao gồm chiến sĩ chiến đấu, chiến sĩ mang đạn, cùng các chiến sĩ mang theo súng trường tấn công hoặc trung liên. Đây là ưu điểm linh hoạt, cơ động và phù hợp với nghệ thuật chiến tranh nhân dân của quân đội ta. Đến nay thì các nhà khoa học vũ khí quân sự Việt Nam còn thiết kế, chế tạo riêng cho loại súng này kính bắn ban đêm và ban ngày. Kết quả bắn thử nghiệm đạn chống tăng DCT-7 thành công lần này đã làm tăng đáng kể sức mạnh của bộ binh trong chiến đấu và là lời khẳng định cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Các bạn thân mến, qua những dẫn chứng mà chúng ta đã phân tích vừa rồi, việc sản xuất SCT-29 không chỉ làm tăng sức mạnh đáng kể mà còn có nhiều ý nghĩa khác đối với quân đội nhân dân Việt Nam. Bởi loại súng này không chỉ được biên chế đi kèm bộ binh mà còn được lắp đặt trên một số loại xe bọc thép, xe bán tải nhằm tăng khả năng cơ động trên chiến trường. Việc tự sản xuất được khẩu súng chống tăng này cho phép quân đội ta chủ động về mặt trang bị, sẵn sàng sản xuất ở quy mô lớn, số lượng nhiều ngay lập tức khi có yêu cầu. Vì vậy, chiến thần diệt tăng RPG-29 phiên bản Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, giảm đáng kể chi phí quốc phòng, tiết kiệm ngân sách nhà nước, và cũng chính việc sản xuất cũng như đưa vào dòng súng này đã đánh dấu bước phát triển mới trong hỏa lực mang vác của quân đội Việt Nam. Thật tự hào khi được làm công dân mảnh đất hình chữ S. Các bạn cần biết đến vũ khí nào mà chúng ta đã tự sản xuất được và là thành tựu của quốc gia không? Hãy bình luận phía dưới để chứng minh mình là fan cứng trong lĩnh vực quân sự nhé! Ngoài súng chống tăng 29 và các loại đạn chúng ta đã kể trên, Viện Vũ khí Việt Nam còn sản xuất thành công súng và đạn chống tăng khác như SCT-7M2, DCT-7M2, súng và đạn cối triệt âm cỡ 50mm STA-50, CTA-50, súng và đạn chống tăng B-41M, đạn cối DC-82 MSC. Trong đó thì chúng ta đã sản xuất được loại vũ khí chống tăng cực kỳ mạnh mẽ, đó là súng B-41, là một trong những loại súng chống tăng không giật cá nhân, xuất hiện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cũng như hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới sau đó. Súng chống tăng RPG-7 của Liên Xô hay còn gọi là B-41 được coi là một trong những thứ vũ khí chống tăng nguy hiểm bậc nhất của bộ đội Việt Nam trên chiến trường. Và trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, khẩu súng này là một trong những vũ khí đặc biệt hiệu quả giúp quân và dân ta bẻ gãy các cuộc tấn công của xe tăng Trung Quốc trên khắp các mặt trận. Ở thời điểm hiện tại, B-41 vẫn là một trong những vũ khí tiêu chuẩn của bộ binh Việt Nam ngay từ cấp tiểu đội và hỏa lực chính để chống lại các mục tiêu cơ giới, cũng như cả bộ binh của đối phương. Chính vì vậy, trong những năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam, mà cụ thể hơn là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đã không ngừng hoàn thiện cũng như nâng cấp loại vũ khí đặc biệt sau nhiều năm sử dụng.
Như vậy, có thể thấy sau nhiều năm phục vụ, vai trò của B-41 đối với bộ binh Việt Nam gần như không thể thay thế khi nó sở hữu nhiều ưu điểm mà không phải loại súng hay tên lửa chống tăng nào cũng có, như đáng tin cậy, chi phí thấp, dễ sử dụng và có thể hạ gục mọi loại xe tăng. Hiện quân đội nhiều nước trên thế giới đã và đang ngày càng phát triển nhiều hơn các loại xe tăng thiết giáp có tốc độ động cơ cao, uy lực sát thương lớn, lớp giáp chống đạn dày hơn so với truyền thống để tăng khả năng tự bảo vệ trên chiến trường. Vì thế, việc phát triển và sản xuất các loại vũ khí chống tăng là cực kỳ quan trọng và Việt Nam cũng không nằm ngoài tiến trình đó. Thành công của chúng ta khi sản xuất hỏa thần diệt tăng RPG-29 hay còn gọi là SCT-29 đã làm kinh ngạc thế giới, khiến truyền thông khắp nơi phải liên tục đăng bài. Qua đó, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy những nỗ lực phấn đấu hết mình của nền quân sự Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, từng đơn vị thuộc Tổng cục Quốc phòng Việt Nam đã vô cùng cố gắng làm chủ công nghệ, tăng cường tư duy sáng tạo trong thiết kế, sửa chữa, nâng cấp, cải tiến và khai thác hiệu quả những vũ khí trang bị mới. Đây là hướng đi vô cùng đúng đắn. Những sản phẩm quốc phòng được kết tinh từ trí tuệ sáng tạo cung cấp thành tựu nghiên cứu khoa học của nền công nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, tạo điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong lực lượng quân đội nhân dân ta. Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết rồi. Các bạn có cảm nhận như thế nào về bước đột phá này của Việt Nam? Hãy comment chia sẻ ngay dưới video này. Đồng thời nếu thấy chủ đề hay, hãy cho tin mới một like, share và subscribe nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.